Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Mùa vải năm nay thì rất là được mùa, vải cũng rất là rẻ. Các bạn đang băn khoăn không biết là nên bảo quản vải như thế nào để có thể sử dụng lâu dài và chế biến thành các món khác nhau. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món trà vải nhé. Nguyên liệu để làm món trà vải thì gồm có 1 kg vải, 200 g đường cát trắng, 1 quả chanh, 1 gói trà Lipton. Các bạn chuẩn bị cho mình 1 tô nước đá lạnh nữa nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên vải mua về thì các bạn sẽ cắt bỏ cuống, không nên cắt sát quá nhé, để chừa lại một chút. Và các bạn rửa vải thật sạch. Vải sau khi đã rửa sạch thì mình sẽ mang trần qua nước sôi. Mình đã chuẩn bị ở đây một nồi nước, bắc lên bếp và đun sôi. Trong thời gian đợi nước sôi thì mình sẽ chuẩn bị thau nước đá lạnh. Mình cho vào thau một chút nước. Sau đó mình cho đá vào. Càng nhiều đá càng tốt các bạn nhé. Khi nồi nước đã sôi thì mình sẽ cho vải vào và mình chần trong khoảng chừng 3 đến 5 phút. Sau khi trần vải với nước nóng trong khoảng chừng 3 đến 5 phút thì mình tắt bếp và mình đổ vải ra xả với nước lạnh. Xả với nước lạnh cho vải nguội bớt rồi, bây giờ mình sẽ cho vải vào trong thau nước đá mình đã chuẩn bị sẵn nhé. Trong máy quay vải xanh quá nhé các bạn. Ở bên ngoài thì nó không xanh như vậy đâu. Trong máy quay cái ánh sáng của mình nó rất là xanh. Và mình sẽ ngâm vải trong nước đá khoảng chừng 20 phút để cho vải nguội hoàn toàn. Việc trần vải qua nước nóng, sau đấy cho vải vào trong chậu nước đá lạnh, nó sẽ giúp cho phần cùi vải của chúng ta trắng và giòn hơn. Bình thường cùi vải khi tươi nó sẽ có màu trắng trong, nhưng mà khi chúng ta trần với nước sôi thì nó sẽ có màu trắng đục. Bây giờ chúng ta sẽ nấu phần nước đường. Mình cho vào trong nồi khoảng 400 ml nước và cho vào 200 g đường mình đã chuẩn bị sẵn. Lượng đường thì các bạn có thể tăng giảm tùy theo các bạn thích ngọt nhiều hay ngọt ít. Và mình sẽ đun cho nồi nước đường này sôi lên. Khi nồi nước đường đã sôi, phần đường đã tan hết thì mình sẽ tắt bếp và để cho phần nước đường thật là nguội. Vải sau khi ngâm được khoảng 20 phút thì vải đã rất là lạnh rồi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ vớt vải ra và để cho ráo nước. Các bạn bóc bỏ vỏ vải đi. Các bạn thấy này, quả vải của mình nó có cái màu đục như thế này. Và nó sẽ không, nó cứng hơn, nó không dễ bị chảy nước như là cái quả vải mà mình bóc bình thường. Vải sau khi đã tách bỏ vỏ rồi thì bây giờ mình sẽ tách bỏ hạt nhé. Các bạn dùng một cái kéo này, dùng mũi kéo nhọn, các bạn cắt quanh cái đầu của quả vải như thế này. Các bạn cắt hơi sâu một chút nhé. Và chúng ta có thể lấy cái phần hạt vải ra rất là dễ dàng. Mà quả vải lại không bị chảy nước các bạn ạ.
Các bạn cứ làm như vậy cho đến khi hết nhé. Và đây là phần cùi vải mình thu được. Bây giờ mình sẽ xếp cùi vải vào trong một cái lọ có nắp. Một kg vải sau khi tách hạt thì mình chỉ được một hũ nhỏ như thế này thôi này các bạn. Mình xếp đầy một hũ này. Bây giờ thì mình sẽ cho phần nước đường mình đã nấu sẵn và để nguội vào. Lưu ý là nước đường phải để thật nguội thì các bạn mới cho vào cùng với vải nhé. Nếu mà nước đường còn nóng ấy, thì nó sẽ rất dễ dẫn đến cái hiện tượng lên men nhé. Các bạn cho phần nước đường vào ngập vải. Và phần nước đường mình là nấu này thì khi mà mình cho vào thì nó còn dư đến một nửa các bạn. Và các bạn nấu khoảng 200ml là được rồi nhé. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Mình để cho cái phần vải ngâm đường này vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 đến 3 ngày là đã có thể dùng được rồi. Sau 2-3 ngày sau thì mình mẹ sẽ mang ra để pha trà nhé. Và đây là phần vải ngâm nước đường sau khi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh để 2 ngày. Các bạn thấy phần cùi vải rất là trong. Các bạn thấy phần cùi vải rất là trắng và không hề bị nổi váng. Bây giờ thì mình sẽ pha một ly trà vải để cùng thưởng thức nhé. Đầu tiên mình sẽ pha trà Lipton. Các bạn pha với khoảng 100ml nước nóng. Sau đấy ủ khoảng 3 đến 5 phút cho nó thôi phần trà ra. Mình sử dụng ở đây là trà Lipton đen nhé các bạn. Đối với ly to thì các bạn có thể sử dụng hết lượng trà này. Nhưng mà ly của mình hơi nhỏ thì mình sẽ sử dụng khoảng 50ml trà thôi. Các bạn để cho trà nguội bớt, sau đấy cho đá vào. Tiếp đến mình sẽ cho phần vải và phần nước đường ngâm vải này. Phần trà của mình khi uống nó ngọt là từ cái nước đường này nhé, nên các bạn pha làm sao cho nó vừa với khẩu vị của mình. Tùy theo các bạn thích ăn vải nhiều hay ít mà các bạn cho vào. Khi thưởng thức thì các bạn có thể vắt thêm một chút phần nước cốt chanh này để cho ly trà vải của mình nó có vị thơm của chanh và vị chua chua nhẹ nhẹ, rất dễ uống. Vậy là mình đã có một ly trà vải vô cùng hấp dẫn rồi. Và bây giờ mình sẽ uống thử nhé. Và ly trà mát lạnh, thơm nhẹ mùi của vải, mùi của nước cốt chanh và hơi chua chua nhẹ. Với ly trà vải này thì mình sẽ chỉ pha phần nước có vị ngọt thanh thôi, vì miếng vải của mình ăn nó đã có vị ngọt đậm đà rồi. Vải năm nay được mùa và rất là rẻ, còn chần chờ gì nữa mà các bạn không làm ngay những hũ vải ngâm đường để làm nên những ly trà vải ngọt mát hấp dẫn để cùng thưởng thức với gia đình. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công với cách làm món trà vải này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.